Siêu tốc. Có dừng xe, có dừng xe. Còn lâu không chú? Lâu hả chú? Lâu. Là lấy tay luôn hả? À nhuộm hả chú? Ồ. Còn lâu, còn lâu, chú bảo còn lâu. Múa kéo không? Múa kéo chưa? Còn nhuộm nữa chú, nhuộm nữa hả? Nhuộm. Mà lâu lại nay. Ai được chạy? Còn nhuộm nữa. À chú đây còn nhuộm hả? Ừ. Để con nhuộm giùm cho. Không biết nhuộm. Đây quý vị các bạn thân mến. À. Mọi người nhìn cái có cái đó, đây là những tiệm hớt tóc mà. Một trong những cái tiệm hớt tóc mà Colorman thấy là lạ nhất luôn. Cũng phải lạ nhưng mà nó vẫn bây giờ nó còn ít lắm. Ngày xưa thì rất nhiều. À, chỉ có một chiếc ghế, một thợ và có một chiếc ghế ngồi chờ nữa. Chờ khoảng nửa tiếng không chú? Khoảng nửa tiếng không, lát quay lại. Dạ hớt tóc. Bấm tông đơ cho em thôi. Trên nửa tiếng nữa chứ. Trên nửa tiếng hả? Rồi chứ. Đây coi coi chú múa kéo nè. Chú hôm nay nhiêu tuổi chú? 65. Chú 65 hả? Ồ, chú 65. Là chú hớt tóc chứ không phải mấy chục năm rồi hả? Mới có 50 năm rồi. Trời 65 mà hớt tóc mới có 50 năm. He's 65 years old. Oh yeah. And he's do the bar he's do the barber job. It's 50 years. Started when he was 15. Yeah, 15. Tức là 15 tuổi là chú đã cắt tóc rồi. Ôi. Năm dạ. Dạ. Bây giờ là chiến tranh á. Dạ. À, hớt tóc từ thời chiến tranh. From the war time. Yeah. Yeah, 50 that years time. Ago. Yeah. Has he ever done an American hair? Oh, careful. Ờ, nhuyễn lắm nha, 50 năm rồi. Rồi kỹ thuật cầm kéo của xin lỗi anh thứ mấy anh? Chắc em 50 rồi đó. Em kêu anh bằng anh đi, ha. Dạ. Anh thứ mấy anh? Thứ 10, anh 10. Ở miền Tây mình gọi thứ hay hơn là gọi tên, phải không anh? Dạ. Anh 10 là hớt tóc 50 năm rồi nha quý vị các bạn. Anh hớt cái đầu bao nhiêu tiền anh? Hớt đầu 30. Trời ơi. Ngày anh hớt được mấy người anh? Trung bình ngày thì... được 5 khách không anh? Trung bình thì cũng được 9-10 khách. Ồ, 9-10 khách. 9-10 khách vậy ngày cũng kiếm được 300 đúng không? Tháng mình kiếm được cũng 9-10 triệu. Có nhuộm luôn. Ồ. That's why I was asking. Do you want to look like him? Thì coi cái đường tông đơ đi. Đừng lấy cái hình anh. Tóc thôi, ok đẹp. Đừng lấy cái mặt của anh ấy nha, anh phiền anh đó. Lấy tóc thôi, lấy cái đầu tóc thôi. Ủa tóc anh nó có bạc đâu mà nó nhuộm chi ta. Em thấy để muối tiêu thì đẹp hơn anh trai. Nhớ anh Mười ở đây là hớt toàn khách mối ha, quen không anh? Dạ, dạ. Dạ. Hơn nửa tiếng. Khi về mình phải
mình đi về lát mình quay ra. Đúng không? Ừ, lát mình về mình quay ra. Chắc là phải vậy quá. Tại vì mọi người vẫn luôn luôn thắc mắc là Coleman hớt tóc làm sao, đúng không? Đẩy cộng đơ thôi, rất đơn giản, nhẹ nhàng. Rồi lát nữa xong mình trò chuyện tiếp với anh Mười nha. Anh Mười ha. Giờ nửa tiếng nữa em quay ra nha. Dạ dạ dạ. Rồi để anh Diện nghe nha. Rồi ok. Đây mọi người thấy đó, một cái barbershop, một cái tiệm hớt tóc đơn sơ gọn gàng, dễ thương. Rồi thôi bây giờ. À. Ừ, anh nghĩ 11:30 đi, mình dậy qua mình. Bây giờ là 11 giờ, nửa tiếng nữa Coleman sẽ quay lại đây. Đằng nào mọi người cũng muốn nhìn coi Coleman hớt tóc kiểu gì, đúng không? Chứ còn nếu mình chỉ giới thiệu về một cái nghề của anh Mười thì đúng là thật sự đó, Coleman nói thật với mọi người là đó, có những cái nghề đơn giản như vậy và họ vẫn làm bao nhiêu năm, mấy chục năm, nửa thế kỷ hớt tóc, tin nổi không? Thì chút xíu nữa Coleman sẽ trao đổi thêm, nhưng mà thật sự đây là những cái nghề đời, nghề cuộc đời họ gắn liền với cái nghề đó, nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ là hết đời người rồi, chúng ta nói 60 năm cuộc đời, chúng ta có 60 năm thôi mà đã hết 50 năm là đã gắn với cái nghề này rồi. Thôi, nhưng mà phần sau thì nó cũng vui để mọi người coi Coleman hớt làm sao ha. Còn giờ thôi mình đi về khách sạn chút xíu. Rồi xong mình ra hớt tóc nha. Đây quý vị các bạn thân mến, lẽ ra là Coleman chạy về khách sạn rồi quay lại trở lại đây sau nửa tiếng, nhưng mà mình lại phát hiện ra một câu chuyện đời nghề rất dễ thương của chú Năm, năm nay 83 tuổi, với cái chiếc máy bơm ở đây. Không, chú bơm xe một ngày thì cái này thì cái video này Coleman sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà sau khi mình ngồi đây mình trò chuyện với chú hồi cái cũng tới giờ luôn. Và bây giờ là 11:25. Thì cái anh nãy, anh khách nãy anh đã ra đi rồi, bây giờ còn cả đoàn thì cũng lo chạy về tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm trưa. Thế thì Coleman vô luôn chứ còn chờ gì nữa, đúng không? À. Nãy anh thứ mấy em quên này? Anh thứ 10. Anh thứ 10 nè. Ồ, vui ta. Hôm nay gặp là chú Năm rồi anh Mười. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Dạ anh, rồi anh cho em cái đây anh đã bấm cho em sát được, càng sát như nào tốt đó nha. Với lại anh cạo mặt cái cạo râu em nha. Dạ. Trời ơi cái mặt tôi hôm nay nó tối thùi, nó tối nhậu quá cái mặt kìa. Ây dạ. Đây, như đã nói ở phần đầu của video thì anh Mười năm nay 62 tuổi phải không anh? Anh Mười năm nay 65 tuổi và anh Mười đã hớt tóc 50 năm từ lúc anh mới có 15 tuổi. Em chỉnh căn nè. Chú vé mày xuống tì cái con này chú. Dạ không sao đâu anh, đừng sợ em dính tóc cũng được đó. Dạ không sao anh cứ cho em dính đây. Đây có cái bắt tiếng cho mọi người để mọi người nghe cho rõ ha. À. Dạ rồi em tháo mắt kiến ha. Dạ rồi anh đợi mà. Rồi 5-6-8 nhà trái hết rồi phải đi theo thầy đi cho mẹ sớm. Chị hả anh? Ồ. 5-68 là nhà bị cháy hết hả? Nhà bị cháy hết. Chứ do chiến tranh, do bom đạn hay là do tỉnh trưởng ở đây nè. À. Ở đây nè, rồi kêu nói có việc cộng rồi hủy diệt, kêu di tản. Ồ. Xong cũng đốt hết nhà của ấy. Cho được thằng tới bắn trái tại thành phố. Tại thành phố này luôn hả anh? Ồ, anh ở trong phường 1. Ồ, anh Mười kể một câu chuyện mà mình phải nói là chắc là thế hệ của các bạn trẻ các bạn không biết đâu. Năm 1968 thì nhà anh bị cháy hết. Lý do là vì tỉnh trưởng ở đây á. Tỉnh trưởng ở đây họ nói là cái khu này có việc cộng. Thế là ổng ra lệnh là phải di tản hết và ổng đưa trực thăng tới.
coi như là phóng hỏa toàn bộ, bắn rocket hết. Dạ, cháy hết nguyên một cái xóm, trong đó có cái nhà của anh Mười. Và bây giờ, ngày xưa là cái nhà anh Mười ở phường 1, hiện tại là phường 1 phải không anh? Bây giờ cũng còn nữa. À, bây giờ cũng còn hả? Chỗ này anh chỉ thuê mà. Dạ. Dạ, chỉ sống. Ừ, anh Mười thuê chỗ này, ô, thuê chút xíu chỗ này mấy mét vuông này, nhiêu tiền anh? À, tháng? 700 hả? Ồ, 700 một tháng hả? Ồ trời. 700 tháng mà anh Hớt anh nói em là ngày được khoảng 2-300. Thôi thì trung bình đi mình không? Trung bình khoảng 200 là 6 triệu, 6-7 triệu gì một tháng. Tiền nhà hết 700 rồi, coi như hết 1 triệu rồi, còn có 6 triệu. Sống gia đình vậy thôi, có mình anh. Ủa? Anh vợ con này nọ rồi. Anh mấy cháu anh? Anh hai cháu, bây giờ hai cháu đó thì cũng có hai cháu nội. Ồ. Chăm sóc. Ồ, hai cháu. Ồ, cháu nội anh này 5-6 tuổi. Có cháu nội 5-6 tuổi, ngon người ta. Đưa trai đứa gái luôn. Ôi. Còn con thì anh mấy đứa, anh mấy bà, anh mấy mấy anh chị à? Hai thằng trai. Hai thằng trai chắc nhỏ hơn em chắc rồi. Nhỏ nhỏ. Lớn 34 à, nhỏ 30. Ồ, hai anh trai luôn, 34 30 làm việc ở đây Bến Tre hay là tại Bến Tre nè. Lớn thì làm cầu đường. À, anh lớn, bạn lớn làm cầu đường, bạn 30 thì làm nhỏ à, là quân sự phường. Dạ. Cho nên anh tự anh làm để anh tự ấy, khỏi phải nhờ con cái đúng không anh? Khỏi nhờ con cái. Con cái nó cũng cũng không có dư giả gì. Dạ, nhà nước không có. Dạ. Nhiều khi cũng còn hỗ trợ cho cháu chút xíu rồi đó. Trời, hỗ trợ ngược lại luôn hả? Ồ, hay thật. Dạ, dạ. Vậy là mình kể cho con cháu như cháu nội giờ nó cũng bệnh đó đò. Có sao không đưa đi khám thì nó hỗ trợ. Ồ, hay quá. Trời trời. Giờ mấy ông già đi coi như đi hỗ trợ ngược lại mấy ông trẻ. Đúng là. Nhưng mà thật sự là Coleman nói với mọi người á, là Coleman đi gặp các rất nhiều cái các anh các chị, mình gọi là các anh các chị để cho trẻ trung phải không? Đó là sáu mấy, 70, 80, có người gần 90 luôn nhưng mà vẫn là quyết tâm là không. Tôi tự nói chung là làm, thứ nhất là làm để cho khỏe, đỡ buồn. Cái thứ hai nữa là tự mình lo mình, không có nhờ vả con cái gì, rồi lo lâu con cái, dành dụm chút còn giúp ngược lại nó nữa. Ở trước mặt Coleman là có luôn cả một cái bức ảnh. À. Có cái hình ông nước ngoài luôn anh. Ồ. Trời ơi, nãy mà thầy Michael Cast ông khoái lắm á. Ổng cũng ói 10 năm mà. Ổng bên đây nè. Ồ, vậy ổng ở đây luôn hả? Ổng ở đây có người vợ người Việt á. Ồ, đây cái bức ảnh này là của một cái người khách của anh của anh Mười. Cho xác chút. À, một người khách nước ngoài. Không biết nước nào hả anh? Ổng New Zealand. Ồ. Ông tóc trắng này là New Zealand. Ai người New Zealand mà có vợ Bến Tre luôn. Ông này nhiêu tuổi anh? Ông nay là 72. Ồ, nay 72. Giờ còn hết anh không? Còn qua hết? Còn. Ồ, dễ thương. Đẩy sáng lên. Có nhà nghỉ bên sông bởi. Dạ dạ dạ. Ồ, có nhà nghỉ luôn hả? Ừ. Nhà nghỉ mini rồi. Trời, em thích cái đường này quá anh. À. Đường Hùng Vương này trời. Nhà có nhà nào bán mặt đường này mua căn nhỏ nhỏ về đây. Về đây dưỡng già rồi lâu ra ngồi bơm bánh xe chém gió với chém gió với chú Năm. Rồi hớt tóc với anh Mười. Bảy năm ha, 17 năm à. Ở đây, đang đây. Ồ.
Tức là anh Năm, anh Mười với lại chú Năm là ở cái chỗ này là tới quen biết nhau rồi cùng hành nghề đây. Năm 2000, từ năm 2002 tính là giờ là 16 năm. 16 năm rồi. Chuẩn bị hết năm nay là 17 năm rồi. Ồ oh, wow. Coi như là giờ giống như là anh em luôn á. Anh em. Vậy là nói chuyện rồi. Lúc nào vắng vắng khách thì hai anh em ngồi nói chuyện thôi anh. Chém gió sáng ra cà phê cà pháo. Ui, thích lắm. Cây bàn lá đỏ. Có cái bài hát gì cây bàn lá đỏ. Lá đổ chứ. Còn cái bàn nó mát lắm. Ủa cái bàn. Ngày hôm qua em đi ngang ở đây. Sáng hôm qua em chạy đi ngang đây nè. Thì cái em mới thấy em thấy có cái tiệm này quanh. Xong em dòm vô em thấy có một cái ghế mà bữa giờ em đó, bữa nào đi quay cái kiểu mà hớt tóc ngày xưa đó anh. Bây giờ Sài Gòn không ít lắm, không, hầu như không rất khó kiếm luôn. Còn ở miền Tây đồ thì em nghĩ là ở thì nó còn, chứ còn ở đây thì ở Sài Gòn ít lắm. Có một cái ghế có một mà em thấy anh làm cái giống như là cái kiosk này nó nhỏ nhỏ mà nó lợp tôn rồi nhìn cái cửa nó hẻo nó nhìn mắc cười lắm. Nhưng mà nhìn là biết rất lâu năm. Nhưng mà trước đâu có tường phải không anh? Có cái này của ông chủ nhà ông cho thuê. Cho thuê. Mới có chỉnh đốn lại sau này đó, trước thì cũng đơn sơ lắm. Chứ không được vậy. Nhưng mà một chỗ này luôn hả? Anh ở đây có chỗ này. Từ lúc chưa làm đường cầu này nữa hả? Vậy là chỗ riêng chỗ này là 50 năm á? Không, chỗ này không là có nhiêu đó 2002 giờ. Anh về đây là năm 2002 là 17 năm, còn trước đó là anh hớt ở chỗ khác. Ở trong trung tâm chợ đó. Ở gần chợ. Vòng vòng trong chợ. Thời điểm này là cuối cùng á. Dạ. Tới là anh không nổi để anh về nhà luôn. Dạ đúng rồi, trời ơi. Anh cạo là đúng ý của em luôn, đúng cái tại vì Coleman là chỗ nào cũng láng hết, riêng có chỗ có cái chùm ngay phía trước trán đó mọi người thấy chỗ anh Mười đang đang thao tác á. Là cái chỗ đó là nó còn ít chân tóc. Nhưng mà nếu mà để nó một lúng phúng là xấu lắm. Đó. Hôm nay mọi người lộ rồi, tôi lộ luôn rồi đó. Hôm nay bể bóng luôn rồi đó. Anh đây nói với anh năm này là cái vấn đề gì vậy? Tại nói chuyện vậy cho vui chứ còn là nhiều khi cũng đi với khách rồi. Em thiếu sáng đẩy sáng đi hỗ trợ người ta nữa chứ cái gì. Dạ đúng rồi. Chủ yếu giờ anh làm đây là dân làm việc, anh em làm việc. Dạ. Trước rồi hung trí rồi. Dạ. Vậy đó thì mới tới ghé anh chứ còn hơi nhỏ nhỏ dạng mũi đen đâu, không có ghé đâu. Mình cũng đâu có làm được. Không, với lại bây giờ các bạn trẻ thì các bạn thường vô mấy cái chỗ mà tiệm lớn lớn rồi có máy lạnh rồi. Mấy bạn thích ngồi máy lạnh rồi ngồi rồi. Thậm chí có mấy em đẹp đẹp rồi tới làng lui rồi. Ghé đâu em ông vậy. Gì cắt móng rồi làm móng rồi. Mấy cái này nè. Anh đệ này là chuyên gia xong vô còn gội đầu nữa anh. Không đúng rái tay thì mình cũng thích. Nhưng mà thật sự là đúng vậy đó. Mấy bạn thích trẻ là khác rồi mà. Còn ở đây là mấy người ở đây là khách quen. Mà khách quen là cứ ngồi tới hớt xong rồi nằm nói chuyện chơi anh em hiểu nhau vui lắm. Coleman nói với mọi người nha là hớt tóc á là văn hóa đó. Tại vì á có những cái tiệm hớt tóc ngày xưa mình cũng vậy đó. Để bữa nào mình dắt mọi người tới một cái tiệm hớt tóc ở đường Trần Kế Sương mà mình hớt tới ba đời luôn. Hớt từ đời ba xong tới đời con xong rồi tới đời cháu luôn. Dễ thương lắm. Bữa nào cái tiệm nằm ở đường Trần Kế Sương vui lắm mà thích tới đó lắm. Đi bao nói chậu sao chú Điền đi hớt tùm lum mà chú Điền không á. Chú Điền cứ thích vô đây hớt. Nhưng mà từ ngày mà Coleman đi gọi là gì ta, mình làm ở quận nhất á thì mình không có về đó nữa.
mà vô quen rồi anh cứ vô cái ngồi nằm nói chuyện rồi trên trời dưới đất rồi vui lắm. Mà mọi người đâu biết hồi xưa là Coleman có đi học hớt tóc đúng không? À, hớt tóc khó nhất, có những cái kỹ thuật rất khó là cái kỹ thuật múa kéo nè. Cái thứ hai nữa là đẩy tông đơ, đẩy tông đơ không phải dễ đâu nha. Không biết là đẩy không có đều được đâu. Phải không anh? À. Cái thứ ba nữa là cạo. À. Mấy cái người mà hớt lâu năm mà họ tay nghề cao hả? Hớt là nằm ngủ luôn á, nãy giờ Coleman nó lim dim rồi đó. Hớt á, hớt kéo mà hớt nhấp mà hồi là anh ha. Đúng rồi, cái đó là nhấp đệm đó. Mà cái kỹ thuật cạo này hồi đó mình nhớ nè. Hồi xưa em có đi học hớt tóc chưa? Xong rồi nhớ cái ông thầy, ông đưa cho mình một cái trái bông bóng. Đưa nguyên cái da, đưa xong đưa dao cạo, nó cạo một vòng làm sao mà tưởng tượng cái bông bóng là cái đầu người đó, cạo làm sao mà không bể bông bóng. Ồ, hay lắm. Để ra luyện cái tay nhẹ nhàng. Ra cái tay nhẹ nhàng cạo êm mà nó đã. Thông thường là lúc cạo là không được nói đâu mà nó mình có cái lít nhát vòi à. Bây giờ cạo râu. Cái cổ nha. Đây, thêm một cái nữa mà Colin muốn nói mọi người là những người mà thợ hớt tóc mà có tâm á, lành nghề là đương nhiên rồi, mà có tâm á là họ sẽ nhìn thấy, khi cạo á là họ sẽ nhìn thấy những cái ngóc ngách của mình mà nó có lòi sợi nào ra là họ cạo. Một số bạn mình đi hớt tóc á, mình đi có một số tiệm trẻ mà mắc cười lắm. Em đi á? Dạ. Cái phần ở dưới này của em là người ta không để ý. Cứ lo cạo phần trên râu riết rồi không à, không có thấy cái phần bên dưới này của mình, mặc dù nó lúng phúng thôi nhưng mà nó khó chịu vô cùng và nó xấu. Với lại cái phần mà trên chóp đỉnh đầu nãy mà Coleman chỉ mọi người á, là đây nè, là thông thường các bạn mà hớt mà không để ý là các bạn không bao giờ cạo ở chỗ này, mà không cạo thì nó vẫn còn lúng phúng, rồi chỗ này nó láng con không, chỗ phần này nó láng con, chỗ này lại lúng phúng. Cho nên là nãy giờ mình để nó hớt mình không nói thôi, mình để ý để mình xem là anh Mười như thế nào. Và rõ ràng là mình nói thật sự là không, anh không chỉ là hớt lâu năm lành nghề mà có tâm nữa và vô cùng tinh tế. À, có những cái nghề mình tưởng đơn giản nhưng mà nó tinh tế lắm, giống như cái nghề hớt tóc vậy. À, có những cái người mà khách mà họ đến hoài, họ hớt chỗ đó rồi họ không muốn đi đâu hết, đúng không anh? Vậy ở đây chứ còn nhiều khi mấy ông như các bạn trẻ như bạn Quá Nhi đang quay cho Coleman rồi Hoàng Đào nè đó, để đầu cột bùm ngựa bùm dê gì đó, rồi bạn Phước Trường đang cầm đèn nè. Thật ra là các bạn này không có cái những cái anh nói chắc chắn em không biết đâu, hết một chỗ một mà không muốn đi đâu hết đó. Chỉ đổi đầy cái tông đơ ra đi về thôi. Nhiều khi ta thích mà ở huyện ta dẫn lên đây, bị bây giờ có điện thoại đó,
ta điện ta hỏi anh có nay có mời không, nhiều khi đó đi đám tiệc hay đó gì? Nghe dạ đương không đó thì nói bữa nay bận rồi cái kẹt đó đi đám rồi không ơi ở dưới huyện chạy lên luôn anh quen đó vậy đó ta hết là thích đó vậy rồi cái tôi nói rồi mơ lên thì sẵn công hai ba việc đi chợ rồi ghé anh luôn dạ. không cái đó là đúng đó là thật á chứ cái đó em cũng vậy cái chỗ quen là gọi điện hỏi trước là hôm nay làm không với lại có đông không có đó, cái đó rồi nhiều khi tới phải chờ nữa thành ra đó hỏi trước khách thôi không có thì tới cũng dễ nè quá quay cái vách tường rồi nè ôi rêu phong. Ê, các bạn thấy không đó cái tường bên trong này. Cái này chắc cũng phải mấy chục năm chưa sơn lại đó dán giấy không dán giấy dán lịch cơ bộ hồi xưa dán lịch dán đồ đó đúng kiểu luôn đúng là dán lịch rồi đó là mới đẹp anh trước có cho lịch mấy cái quán cà phê đó dạ. Thì có cho ba cái hình ảnh dán lên giống như là tiệm tóc rồi có hình tóc và hình mấy anh đẹp đẹp luôn nhiều khi cho mấy hình cô mấy cô gái Playboy gì đó cho hình gái Playboy nữa không bị dán dạ tại vì nhiều khi đang nằm về mà đang hớt nhìn cái hình Playboy kia là ở dưới đây nó chỉ lên cái chết luôn tại đây hớt là lớn người lớn phủ rồi tự nhiên cái ớt chỉ thiên mọc ở đâu khu vực ở dưới bên dưới nguy hiểm đây lớn phủ rồi không kỳ quá dạ. Anh ấy mày một cái lông mũi xíu à dạ. Thấy nó không có lú ra dạ yeah. Sợ ở trong mẹ nó không thấy anh cắt trúng già dạ yeah, được rồi. Rồi ok anh dạ rồi láng lẫy đẹp trai rồi lấy lại phong độ sau một trận chiến đêm qua và một cuộc đua đầy kịch tính sáng nay cơ duyên này em làm mấy liều ghém anh đua chơi ha em làm mấy liều ghém anh đua chơi hey. Ha cảm ơn em ơi cảm ơn rồi nó nói cho anh hiểu là cái nghề mình là cái nghề tụi em là lạ lắm người ta nói kìa không được uống nước mía lý do là sao biết không sao em nói trong mía nó là có hồn á ok vậy anh trước giờ anh nghe nói anh cũng không biết luôn có hồn vậy hả? Dạ. Ừ, phải không? Ừ. Đó em học trường với thầy đó. À, không biết thôi người ta nói mình nghe thôi chứ còn thật ra mình cũng không biết là nó có đúng không nhưng mà dạ. Thôi. Rồi. Dạ. Rồi, quá đẹp, cảm ơn anh. Đây là cái sự thắc mắc của tất cả quý vị và các bạn, phải không? Colorman hớt tóc như thế nào? Đây là ngày hôm nay Colorman cho mọi người một cái trải nghiệm mà hớt tóc ở bên vỉa hè. Một chiếc ghế thôi. Đó. Cái này nó còn lạ hơn nữa. Còn hôm nào mình sẽ dắt mọi người đi tới những cái tiệm hớt tóc quen mà mình nói bật hớt tóc ba đời hoặc là thậm chí là hớt tóc với mấy chỗ hớt tóc mà có ráy tay nữa, có các cô nữ nữa. Đó. Hớt tóc 360 độ mình sẽ làm một series đó cho mọi người. Rồi cảm ơn anh mời rất nhiều nha. Rồi cho em gửi tiền. Rồi thì mọi người biết đó, ở đây anh các bạn có đi đâu ở đường Hùng Vương ở thành phố Bến Tre. Có hai chỗ mà Coleman nghĩ rằng là không hai chỗ mà thứ hai mà là một. Đây là tiệm hớt tóc của anh Mười. Đó, không có để bảng gì bên ngoài hết, mình đi ngang mình nhìn vô là mình thấy con cái ghế rồi thấy đó con anh đang lúi húi là anh Mười ha. Hôm nay là anh Mười 65 tuổi. Rồi cái ở bên ngoài kia là có chú Năm đó, mọi người ghé ủng hộ giúp đỡ gì đó. Coleman nói vậy không, đây là những người mà họ sống bằng những nghề rất chân chính nhưng mà kiếm tiền gian nan lắm, không biết làm sao bao nhiêu cho đủ để một ngày đủ 3 buổi thôi là mừng rồi, 3 bữa ăn là mừng rồi, còn giúp cho con cái nữa, còn gom để dành nhịn ăn nhịn uống bớt rồi để dành rồi xong con cái nó khổ cho nó luôn, con cháu khổ cho luôn, quá dễ thương. Dạ 30.000 một cái đầu.
đứa hai chục à? Dạ em hai chục hả? À riêng cái đầu này hai chục, dạ đúng rồi, không có tóc. Dạ em cảm ơn anh nha. Dạ rồi, để em gửi tiền anh sau. Rồi ok anh, rồi bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Có cần chụp hình không?